Hỏi vợ dữ hả? Đây khỏe ra. Ủa Bi, chạy về đi, đi chạy về chơi đi, chút chiều qua trên. Yeah.
Ngồi chơi. Xong chưa mấy đứa? Ít thôi nha, bạn uống cũng ngán lắm á. Ít thôi uống được, mình uống anh chén nhiều. Ủa gì nó ngán hả? Đừng có bỏ gì sữa đó. Yeah.